Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24 tháng 5, Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 60 mm trên 24 giờ. Từ chiều tối 24 tháng 5, Hà Tĩnh đến Phú Yên mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và tối. Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều tối và tối 24 tháng 5, Tây Nguyên, Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 24 tháng 5, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 65%. Từ 25 tháng 5, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La nắng nóng kết thúc, Hà Tĩnh đến Phú Yên nắng nóng dịu dần. Hà Nội có lúc mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Lai Châu và Điện Biên ngày nắng nóng, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, khu Tây Bắc có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, Lai Châu, Điện Biên 35 đến 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, vùng núi có nơi dưới 28 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, phía Nam 35 đến 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam từ 32 đến 34 độ C. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Từ 23 tháng 5, đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm ở miền Bắc sẽ chấm dứt sau một tuần ròng rã. Những cơn mưa dông sẽ giúp miền Bắc có khoảng một tuần dịu mát. Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, từ ngày 24 đến hết tháng 5, dù không mưa liên tục nhưng nền nhiệt độ luôn giữ ở mức ổn định, cao nhất trong ngày khoảng 32 đến 34 độ. Ban đêm trời khá mát mẻ với nhiệt độ từ 26 đến 28 độ.
Cụ thể, theo cơ quan khí tượng, hiện nay rãnh áp thấp có trục khoảng 25-27 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao được tăng cường ở phía Bắc. Tuy nhiên, trước khi có mưa dông, những khu vực trên đang hứng nắng nóng đến đặc biệt gay gắt sau một tuần nắng nóng như đổ lửa khắp khu vực miền Bắc và Trung Bộ. Nhiều nơi nhiệt độ liên tiếp ở mức 41-42 độ hoặc thường xuyên xấp xỉ 40 độ, thì từ ngày 23-24 tháng 5 sẽ lần lượt giảm nhiệt mạnh. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, sau đợt nắng nóng mạnh dài ngày sẽ xuất hiện hình thái thời tiết cực đoan như mưa to kèm dông lốc, mưa đá, ngập úng, gây thiệt hại về nhà cửa, cây cối và hoa màu. Trời sẽ dịu mát trong khoảng một tuần, sau đó các khu vực này khả năng bước vào đợt nắng nóng mới. Dự báo, từ tháng 6 đến tháng 8, nắng nóng liên tiếp xảy ra tại Bắc và Trung Bộ với số ngày nhiều hơn trung bình nhiều năm và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, mỗi đợt nắng nóng thường kéo dài từ 5-7 ngày, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc khoảng 37-38 độ, miền Trung 37-39 độ, có nơi cao từ 40-42 độ. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 5 đã có mưa to diện rộng, đạt khoảng 80%. Dự báo, trạng thái thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ bắt đầu có mưa to hơn từ ngày 23 tháng 5 do có một áp thấp hoạt động, kích hoạt gió mùa Tây Nam mạnh lên. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa có báo cáo tình hình nhiệt độ tăng cao, tổng lượng mưa bị thiếu hụt, gây hiện tượng khô hạn trên phạm vi cả nước trong 5 tháng đầu năm. Đồng thời dự báo xu thế từ nay đến tháng 11 năm 2023. Báo cáo do ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổng dung tích các hồ thủy điện lớn trên hệ thống sông Hồng ở miền Bắc chỉ đạt 30-50% so với dung tích thiết kế. Riêng hồ Hòa Bình vẫn đạt 89% do được cấp nước từ hồ Sơn La. Tổng dung tích các hồ thấp hơn năm 2022 khoảng 4,5 tỷ mét khối. Mực nước trong một số hồ chứa như Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Chát, Sơn La ở mức rất thấp, báo cáo cho biết. Tại miền Trung và Tây Nguyên cũng đang tương tự. Tính đến ngày 18 tháng 5, mực nước các hồ chứa thủy điện trong khu vực ở mức thấp hơn mực nước dân bình thường 5-15 mét. Dung tích của các hồ chứa thủy điện chỉ đạt 45-80%. Một số hồ dung tích thấp hơn 40% như Hủa Na, Cửa Đạt, Bản Vẽ, Trà Sơm, Uyên Hạ, Iali, Buntura, Thác Mơ, Đơn Dương, Đại Ninh, Trị An. Các chuyên gia khí tượng cho rằng thời tiết khắc nghiệt năm 2023 đã và đang hiển hiện rõ rệt qua các số liệu về nhiệt độ, lượng mưa, dòng chảy. Cụ thể, từ tháng 3 đến nửa đầu tháng 5 2023, trên cả nước đã xảy ra 10 đợt nắng nóng diện rộng. Tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, trong tháng 3, nhiệt độ trung bình cao hơn 0,5-1 độ và trong tháng 4 cao hơn 1-1,5 độ. Riêng Đông Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong nửa đầu tháng 5 2023, trung bình nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên cao hơn từ 1,5-2 độ C, có nơi trên 2 độ C. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là hiện tượng ít gặp, cho thấy nền nhiệt ở nước ta trong các tháng qua nóng hơn bình thường ở mức đáng lo ngại. Cùng với hiện tượng nền nhiệt nóng lên thì lượng mưa đã sụt giảm rõ rệt ở nhiều khu vực. Trong tháng 4, tổng lượng mưa trên cả nước thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 30-60%. Một số nơi ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn từ 70-100%. Nửa đầu tháng 5 có mưa nhưng phân bố không đều. Ở Bắc Bộ và Nam Bộ hầu hết thấp hơn từ 30-80%. Khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Tây Nguyên cao hơn 30-100%. Khu vực Quảng Ngãi đến Bình Thuận phổ biến thấp hơn từ 30-70%. Dự báo tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm 2023 sẽ còn khắc nghiệt và cực đoan hơn khi trạng thái thời tiết chuyển hẳn sang El Nino. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!